Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us, Facebook và YouTube IBC TV Official cũng như Houston, Texas 27.7. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin Putin tiếp cận Hoa Kỳ có thể bỏ các yêu cầu quan trọng đối với Ukraine. Ngoại trưởng Anh thấy có tiến bộ về việc tạm dừng giao tranh ở Gaza. Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ Hoa Kỳ bán F-16 sau khi chấp thuận để Thụy Điển vào NATO. Ngoại trưởng Venezuela và Guyana đã tìm ra một giải pháp bất bạo động cho tranh chấp khu vực biên giới. Alabama đã xử tử tù nhân bằng phương pháp mới gây ngạt bằng khí nitrogen. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Nga qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Vâng, kính thưa quý vị, Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin Putin tiếp nhận Hoa Kỳ và có thể là bỏ các yêu cầu quan trọng đối với Ukraine. Điện Kremlin hôm thứ Sáu đã bác bỏ thông tin của Bloomberg cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang đưa ra thăm dò với Hoa Kỳ về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và có thể là xem xét dỡ bỏ các yêu cầu chính về tình trạng an ninh của Ukraine. Báo cáo của Bloomberg cho biết là ông Putin đang thử nước xem liệu Washington có sẵn sàng tham gia đàm phán hay không và đã liên hệ với Hoa Kỳ thông qua các kênh gián tiếp. Nó trích dẫn hai người thân cận với Điện Kremlin nói rằng Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì tình trạng trung lập của Ukraine và thậm chí là cuối cùng từ bỏ việc phản đối trở thành thành viên NATO cuối cùng. Mối đe dọa này là lý do biện minh chính của Nga cho cuộc xâm lược. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được các phóng viên hỏi về các câu chuyện này và cụ thể là liệu Moscow có thực sự sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu về tính trung lập và gia nhập NATO hay không. Ông Peskov nói không, đây là một báo cáo sai, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Ngoại trưởng Anh cho biết thấy có tiến bộ về việc tạm dừng giao tranh tại khu vực Gaza. Ngoại trưởng David Cameron của Anh cho biết sau chuyến công du Trung Đông vào thứ Sáu rằng đạt được tiến bộ hướng tới thỏa thuận ngừng giao tranh tại Gaza, mang thêm viện trợ và phóng thích con tin của Israel đang bị giam cầm. Trong cuộc phỏng vấn tại Istanbul, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du, ông David Cameron đã nói Israel đang xem xét đề nghị của Anh về việc mở cảng Ashdod hỗ trợ cho những chuyến hàng tới Gaza, nhưng sẽ cần rất nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận. Ông Cameron đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và những nhà lãnh đạo khác trong chuyến đi lần thứ ba tới Trung Đông chỉ trong hơn 2 tháng. Ông nói ông đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn bền vững trong những cuộc họp tại Israel ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi đặt trụ sở của chính quyền Palestine được phương Tây hậu thuẫn ở Qatar lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói, tôi đang thúc ép điều mà tôi nghĩ đó là vì lợi ích của mọi người, bao gồm lợi ích của Israel, chính là việc tạm dừng bắn ngay lập tức, vì khi đó quý vị mới có thể đưa con tin về nhà. Giới chức tại Gaza thứ Sáu cho biết số người tử vong vì chiến tranh tại đây đã lên tháng thứ Tư và tăng lên hàng ngàn người thêm nữa. Kính thưa quý vị, Erdogan đã nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ Hoa Kỳ bán F-16 sau khi chấp thuận để Thụy Điển vào NATO. Tổng thống Tayyip Erdogan đã cho biết hôm thứ Sáu là Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi hành động tiếp theo từ Hoa Kỳ về yêu cầu của Ankara mua máy bay chiến đấu F-16 và bộ hiện đại hóa sau khi phê chuẩn tư cách thành viên của NATO của Thụy Điển. Phát biểu với các phóng viên ở Istanbul một ngày sau khi ký phê duyệt chuẩn việc Quốc hội Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự phương Tây, ông Erdogan đã cho biết ngoại trưởng của ông đang phối hợp chặt chẽ với người đồng cấp Hoa Kỳ về vấn đề này. Erdogan cũng nói rằng ông mong đợi Tòa án Thế giới sẽ ra phán quyết rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza khi các thẩm phán của Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra phán quyết về việc có nên ra lệnh cho Israel ngừng tấn công vào vùng đất này hay không. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng của Venezuela và Guyana đã tìm kiếm một giải pháp bất bạo động cho vấn đề tranh chấp biên giới ra sao. Những cuộc thảo luận về tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana mang lại cam kết vào thứ Năm tránh bạo lực hoặc đe dọa sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khôi phục yêu sách đối với khu vực giàu dầu mỏ trên biên giới chung của hai nước.
Tranh chấp này tập trung vào Essequibo, khu vực rộng 160.000 cây số vuông, chủ yếu là rừng rậm nhưng cũng là nơi mà trong những năm gần đây tìm thấy một lượng lớn dầu khí. Những nhà ngoại giao hàng đầu của hai quốc gia Nam Mỹ này đã tổ chức những cuộc hội đàm do Brazil chủ tọa, cam kết sử dụng ngoại giao giải quyết những khác biệt. Essequibo thường được công nhận là một phần của Guyana, nhưng trong những năm gần đây, Venezuela tái khẳng định yêu sách của mình đối với lãnh thổ và khu vực ngoài khơi lân cận, nơi có hàng chục những phát giác dầu lớn được ghi nhận từ năm 2015. Alabama đã xử tử tù bằng những phương pháp mới gây ngạt bằng khí nitrogen. Alabama đã hành quyết kẻ sát nhân bị kết án là Kenneth Smith bằng cách là làm cho hắn ngạt thở bằng khí nitrogen vào hôm thứ Năm. Lần đầu tiên mà sử dụng phương pháp tử hình mới mà tiểu bang đang phát triển như một giải pháp thay thế đơn giản hơn cho việc tiêm thuốc độc. Smith bị kết tội giết người theo hợp đồng năm 1988 là một tù nhân hiếm hoi sống sót sau một vụ hành quyết. Vào tháng 11 năm 2022 thì các thành viên chức của Alabama đã hủy bỏ vụ hành quyết ông ta bằng cách là tiêm thuốc độc sau khi vật lộn hàng giờ để đưa kim mạch vào tim và mạch máu cơ thể ông ta. Trong chuyến đi thứ hai và cũng là cuối cùng của Smith tới phòng hành quyết hôm thứ Năm, thì những người hành quyết đã trói ông ta trong một chiếc cáng và buộc mặt nạ phòng hơi độc an toàn công nghiệp vào mặt ông ta. Một hộp nitrogen tinh khiết đã được gắn vào chiếc mặt nạ một khi chảy ra thì khiến cho ông ta mất đi oxygen. Các viên chức nhà tù cho biết là cuộc hành quyết sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 53 tối và Smith được tuyên bố là đã thiệt mạng lúc 8 giờ 25 tối. Theo như năm nhà báo được phép theo dõi vụ hành quyết qua kính với tư cách là nhân chứng của giới truyền thông, Smith dường như vẫn tỉnh táo trong vài phút sau khi khí nitrogen được kích hoạt. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới vấn đề chống chọi với cái đói người dân Gaza đang xây bắp và lúa mạch để làm bánh mì ra sao. Những nhà sản xuất chip trong số 15 công ty Hoa Kỳ dự định đầu tư tới Việt Nam như thế nào? Và Colombia phải tuyên bố thảm họa thiên nhiên vì cháy rừng hàng loạt. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem.